Thị trường xe điện mini EV ngày càng trở nên hấp dẫn hơn với sự ra mắt của VinFast VF3, mẫu xe điện của Việt Nam vừa ra mắt với mức giá 235 triệu đồng. Chiếc xe này đã gây sức ép lên đối thủ trực tiếp, đó chính là Wuling Hồng Quang mini EV và khiến mẫu xe Trung Quốc thất thế. Vài hôm nay, đang có thông tin rò rỉ rằng Wuling sẽ mang về thêm một mẫu xe mới, đó chính là Wuling Bingo vào tháng 6 hoặc cùng lắm là tháng 7. Cụ thể thông tin về chiếc xe này là như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Đầu tiên, đó chính là câu hỏi Wuling Bingo thuộc phân khúc nào? Wuling Bingo có kích thước dài, rộng, cao, tương ứng là 3950 x 1708 x 1580 mm. Chiều dài cơ sở của mẫu xe này đạt 2560 mm. Kích thước này thì khá tương đồng với một mẫu xe đang có ở Việt Nam, đó chính là VinFast VF5, là 3965 x 1720 x 1580 mm. Chiều dài cơ sở của xe là 2513 mm. Như vậy có thể thấy rằng mẫu xe nhà VinFast sẽ ưu thế hơn nhờ chiều dài và chiều rộng. Trong khi đó, với mẫu xe Wuling Bingo thì chiều dài cơ sở của nó lại dài hơn mẫu VinFast VF5. Ở Trung Quốc, Wuling Bingo có mức giá từ 59.800 nhân dân tệ cho tới phiên bản cao nhất là 73.800 nhân dân tệ. Quy đổi ra là khoảng từ 210 cho tới 260 triệu đồng. Các bạn dự đoán giá của Wuling Bingo khi về Việt Nam là bao nhiêu? Hãy cùng để lại một ý kiến nhé! Nhìn về mặt ngoại hình, Wuling Bingo có ngoại hình khá nữ tính với các chi tiết đèn trước, đèn sau đều là hình tròn. Tổng thể thiết kế của thân xe cũng đi theo hướng bầu bầu, đáng yêu và từ điểm này, có thể thấy Bingo là một mẫu xe hướng tới cho các chị em phụ nữ. Chưa dừng lại ở đó, Wuling Bingo sẽ có 4 màu sắc cực kỳ xinh, đó chính là cà phê trắng, màu đen, màu xanh cực quang và màu hồng mâm xôi. Đây cũng chính là các màu cực kỳ điệu để khiến cho các chị em gái cảm thấy ưa thích. Tính cá nhân hóa của Wuling Bingo còn nằm ở phía bên trong nội thất khi mà thương hiệu này cho người dùng cực kỳ nhiều các phối màu trẻ trung để chị em có thể lựa chọn theo cá tính của mình. Còn lại, các trang bị ở phần ngoài xe có thể kể tới như hệ thống phanh đĩa phía trước và phanh tăng trống phía sau, bộ lốp 185/60R15, hệ thống đèn full LED ở cả trước lẫn sau trên các phiên bản cao cấp. Đi vào phần bên trong, cụm màn hình của xe sẽ là 7 inch và nếu người dùng lên tới phiên bản cao cấp nhất mang tên là phiên bản LinOS thì sẽ có cụm màn hình đôi 10,25 inch cực kỳ nét và cao cấp. Điểm đặc biệt trên tất cả phiên bản của Bingo đó chính là tất cả các phiên bản này đều có khả năng kết nối với smartphone để xem thông tin của xe như là định vị, thời lượng pin, trạng thái sạc, vân vân. Cụm điều hòa của xe là cụm điều hòa chỉnh cơ, tuy nhiên xe vẫn có camera sau, có cần số dạng núm xoay. Ở các phiên bản cao cấp nhất thì người dùng sẽ có ghế chỉnh điện 6 hướng, ở các phiên bản thấp hơn thì chỉ có ghế chỉnh tay 4 hướng mà thôi. Về các phiên bản động cơ, Wuling Bingo có 6 phiên bản ở Trung Quốc như đang hiển thị trên màn hình. Hiện chưa rõ nhà phân phối Việt Nam sẽ muốn mang về phiên bản nào. Nhìn chung, Bingo sẽ có 3 phiên bản pin là 17,3 kWh, 31,9 kWh và 37,9 kWh. Phiên bản cao cấp nhất thì đang có dung lượng pin gần như ngang bằng với mẫu VinFast VF5 ở Việt Nam. Với phiên bản pin 17,3 kWh, Wuling Bingo cho ra 40 mã lực và 110 Nm mô men xoắn cực đại. Quãng đường di chuyển của xe là khoảng 203 km. Với phiên bản giữa là phiên bản pin 31,9 kWh cho ra 67 mã lực và 150 Nm mô men xoắn. Quãng đường di chuyển của xe là 333 km. Còn với phiên bản cao cấp nhất với cục pin 37,9 kWh cho ra khoảng 67 mã lực, 125 Nm mô men xoắn. Tuy nhiên phiên bản này lại cho quãng đường di chuyển rất dài lên tới tận là 410 km. Tất cả các phiên bản của xe sẽ đều có 3 chế độ lái là Eco, Normal và Sport. Xét về sức mạnh của động cơ thì VinFast VF5 đang có sức mạnh gấp 2 lần so với phiên bản cao cấp nhất của Wuling Bingo với 134 mã lực. Còn về các trang bị an toàn, Wuling Bingo được trang bị ở mức rất cơ bản, đó chính là phanh ABS, cân bằng điện tử EBD, tự động khóa cửa và cuối cùng là cảm biến áp suất lốp. Tổng kết lại, Wuling Bingo là mẫu xe hướng tới các chị em phụ nữ với thiết kế nữ tính, nhiều màu ở cả ngoại thất và cả nội thất. Còn lại, về các chi tiết như là vận hành hay là các trang bị an toàn thì không vượt trội hơn VinFast VF5 ở Việt Nam, chiếc xe đang khuấy đảo phân khúc hạng A. Còn các bạn thấy sao về Wuling Bingo? Đừng quên để lại một comment ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.